Những ngày này, tại các dây chuyền sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Vạn Xuân Hưng Hà, xã Hòa Tiến, khí thế lao động diễn ra rất khẩn trương, hàng trăm lao động hăng say vào ca, bám máy nhằm đáp ứng kịp thời các đơn hàng cho đối tác dịp cuối năm. Công ty cũng chủ động những cái nguồn hàng dài và kế hoạch đến năm 2023, tháng 6 năm 2023. Để đảm bảo chất lượng và sản lượng thì công ty tăng cường đầu tư về trang thiết bị, máy móc và các máy chuyên dụng hỗ trợ sản xuất hiện đại. Mọi quyền lợi và chế độ ở công ty vẫn đáp ứng đủ cho người lao động. Và về nguồn hàng thì công ty các nguồn hàng rất là nhiều và chúng tôi mong muốn là từ nay đến cuối năm thì công ty cũng tạo điều kiện cho chúng tôi là có nhiều đơn hàng cho người lao động có thêm công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Blamy Garment Việt Nam, cụm công nghiệp Hưng Nhân, thị trấn Hưng Nhân, lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy, không khí lao động đang rất khẩn trương, ai cũng thể hiện sự nỗ lực quyết tâm cùng với công ty tăng tốc sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất. Đến thời điểm này, 24 dây chuyền, gần 1.000 lao động đang hoạt động hết công suất, công ty đã hoàn thành được 80% kế hoạch sản xuất đề ra. Từ giờ cuối năm thì chúng tôi cũng tìm kiếm tất cả các đơn hàng của các nhà thầu. Sau đó chúng tôi coi như đổi mới máy móc khoa học công nghệ và phát động các phong trào để dấy lên những cái lao động giỏi, lao động sáng tạo trong sản xuất để coi như là chúng tôi có cái sự cho công nhân lao động có cái tinh thần hăng say và hoàn thành nhiệm vụ trong cuối năm và cũng như các năm tiếp theo. Vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19, tác động của thị trường, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà đã tập trung việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững lượng khách hàng truyền thống và tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường mới. Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có mức tăng trưởng khá. Trong đó, các doanh nghiệp ngành dệt may phục hồi là thế mạnh trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện. Đối với huyện Hưng Hà xác định, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác. Đây là thành lập các tổ công tác và các đồng chí lãnh đạo, huyện ủy, đồng dân của huyện trực tiếp làm các tổ trưởng các tổ này để hướng dẫn và giúp đỡ cho các doanh nghiệp và các thủ tục đầu tư và các thủ tục cải cách hành chính một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Đấy thì cũng cùng các doanh nghiệp và đồng hành cùng các doanh nghiệp khi triển khai các dự án. Với sự nỗ lực của mỗi doanh nghiệp và sự cần mẫn hăng hái sản xuất của người lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà đang trụ vững từng bước củng cố vững chắc và phát triển. Đó là cơ sở tiền đề để các doanh nghiệp cán đích và tạo nền tảng vững chắc cho sản xuất năm 2023 và những năm tiếp theo.